Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thần tài mở kho ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, con cháu ba đời ăn không hết của. Đầu tiên xét cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xét theo tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Thìn thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công. Danh tiếng địa vị cao sang, nhưng tính tình rất nóng nảy bộc trực. Tức giận thì ăn nói mất lòng nhưng lại dễ nguội và không để bụng. Vì vậy, Giáp Thìn cũng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bố bá với những người thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Xét về bản mệnh, những người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách, khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân. Người tuổi Giáp Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Giáp Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Cũng chính vì vậy, dưới góc nhìn tử vi học, họ là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn là tuổi của những con người có tính cách rất khác biệt. Họ sẽ thay đổi tính cách rất nhanh. Mặc dù đây là một trong số ít những con giáp có khả năng nhìn nhận vấn đề, sự việc thấu đáo và gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc đời. Tuy nhiên, do bản tính vốn ngông cho nên thường bị rất nhiều người cho là tự cao, tự đại. Vì thế nhiều lúc bính thìn cô lập nói xấu và có tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy vậy, với cá tính của những người này thì họ sẽ rất khoan dung với mọi người. Ai nói gì mặc ai, tự nói tự nghe là người khoan dung độ lượng, gặp chuyện bất bình cũng không để yên, bạn sẽ hành hiệp trượng nghĩa ngay lập tức. Thứ hai, Giáp Thìn có tính cách khá đặc biệt, họ yêu thích cuộc sống thú vị, luôn nhìn cuộc sống với một tâm thế tươi mới và tràn đầy sức sống. Do đó, hầu hết những người tuổi này cả cuộc đời của họ sẽ sống rất an nhàn, không gặp quá nhiều gian truân, khó khăn trong công danh, sự nghiệp, cuộc sống đầy đủ sung túc, về vật chất khá dư dả. Tuy nhiên, do có quá nhiều những lo toan, nên đời sống nội tâm của họ không được an yên. Thứ ba, người tuổi này là những người năng động, khoan dung, nên thường mang đến nguồn năng lượng tích cực. Người này cũng là người có tính cách thay đổi thất thường, nên người khác khó đoán biết được họ đang nghĩ điều gì. Bởi vậy, Giáp Thìn trong mắt đối tác đồng nghiệp luôn mang đến sự bí ẩn khó nắm bắt, cũng là một trong những bí quyết khiến tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nắm bắt thời cơ nhanh chóng thành công hơn. Thứ bốn, Giáp Thìn có đòi hỏi cao với cuộc sống và những người xung quanh, bởi tính cách có phần cao ngạo, nóng nảy, thẳng tính nên dễ làm mất lòng người.
Tuy nhiên, họ lại là những người hết lòng vì công việc, có trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến nên dễ đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống, tạo dựng được chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp. Ngoài ra, họ giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới công việc chung. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán, bản mệnh có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình. Có nhiều quan niệm cho rằng, tuổi Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông bão gió, đến khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu, bạn đang chuẩn bị, đang mài dìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ. Chỉ có vậy Giáp Thìn phải kiên trì cho tới lúc thời thông thế thuận thì mới nắm bắt được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời của bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mệt mỏi về nhân tính, những dở òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ, sàng lọc qua rồi ở lại sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh đi cùng Giáp Thìn suốt những năm tháng sau này. Người tuổi Giáp Thìn có khả năng thích nghi rất tốt, họ thông minh nhạy bén với thời cuộc, thích sự bận rộn và cuộc sống nhiều thay đổi, họ chủ động và hoạt bát, đa tài, đa nghệ, có tài năng bẩm sinh về ngôn ngữ và viết lách, cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, coi trọng ngoại hình và có óc thẩm mỹ cao. Đây là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn yêu cầu mọi việc thập toàn thập mỹ, chính vì vậy mà luôn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình cũng như với người khác. Thậm chí có thể nói họ khá khắt khe, tính tình lại nóng nảy khiến người khác có cảm giác về một bạo quân thứ thiệt. Tuổi Giáp Thìn có lộc cách, nên đi theo con đường kinh doanh có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang, mang trong mình thuộc tính khai mở. Ánh sáng soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Đàn ông cầm tinh con rồng, có ý chí phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ, quật cường. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này nằm ở chỗ thiếu kiên nhẫn và nghị lực. Họ bừng bừng khí thế theo đuổi ước mơ của mình, song hễ gặp khó khăn, trở ngại ngán đường là lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên nguội lạnh. Họ dễ dàng thối lòng nản chí, không được quyết tâm để tiếp tục đến cùng. Người sinh năm này rất có lý tưởng, nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn thập mỹ, với bản thân hay với người khác luôn vô cùng nghiêm khắc. Giáp Thìn không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính quan trọng của việc đầu tư, tiết kiệm khi xảy ra vấn đề về tài chính. Nên nhớ nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Giáp Thìn là những người chậm tiếp nhận vấn đề, nhưng lại giải quyết rất nhanh. Họ có nhiều sáng kiến và ý tưởng, luôn nhìn thấu được sự việc nên họ biết đối nhân xử thế, khéo léo trong mối quan hệ. Đặc biệt, họ còn có tấm lòng từ bi tốt bụng, rất quan tâm tới mọi người xung quanh, khi ai gặp khó khăn thì họ hết lòng giúp đỡ. Với những tính cách như vậy thì nữ Giáp Thìn nên làm về các lĩnh vực như công tác giáo dục, thanh tra, nghiên cứu khoa học, hứa hẹn sẽ đạt thành tựu cao. Vì có lộc cách, nữ Giáp Thìn nên đi theo con đường kinh doanh, hứa hẹn sẽ thành công và phát tài, phát lộc. Người tuổi Giáp Thìn luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi tới tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân. Người này rất hợp với các công việc có liên quan tới nghệ thuật hay nghiên cứu, học thuật. Đặc biệt, nếu theo nghiệp viết lách, biết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại làm phương hướng phát triển thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo cao trong những ngành nghề mà họ tham gia. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù,
những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian dưỡng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân, đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về mặt sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch. Con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí cát lành, được cục diện Thìn Dậu nhị hợp trợ mệnh nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Tháng này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh, giúp tuổi Giáp Thìn có nhiều sự phù trợ trong tháng, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm, đó cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. Tháng Tân Dậu còn có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan, chủ về chức vụ,
nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín mùi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi Giáp Thìn còn có thêm các phúc tinh cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn, nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí, bạn còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Xét về mặt tài lộc, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, giới đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều các tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi Giáp Thìn có điểm sáng bất ngờ trong tháng. Trong tháng, tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có Thái Dương và Thiên Diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài. Đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Tháng này bạn càng chủ động sẽ càng gặp may, nhờ sự quyết đoán, dám làm, dám chịu, những chú rồng thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn. Quyết định nhanh gọn, giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt, nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, mọi dịch vụ đều tăng, là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều, đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên dung tay quá tráng, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Xét về mặt tình cảm, gia đạo, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch 2024. Tháng Tân Dậu này, tuổi Giáp Thìn có sao đào hoa là Thiên Diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp Thái Tuế, nên nhân duyên rực rỡ. Nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn, mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tình yêu được chắp cánh, nên thêm phần thăng hoa, các khí giúp bạn giải hòa các khúc mắc tồn tại từ lâu. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc trước hiện tại. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen kết thân với người khác giới. Nhưng quá nhiều vệ tinh cũng không phải chuyện tốt. Nó khiến bạn dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không, nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Một vài tuổi Giáp Thìn độc thân còn được người khác mai mối giới thiệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Tốt hơn hết bạn nên tự tìm kiếm. Xét về mặt sức khỏe, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch 2024. Sức khỏe tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 năm 2024 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc, nhưng đồng thời, nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn, chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồm cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó làm gì bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1978, đúng tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024.
xem tử vi tuần của 12 con giáp, vận trình chưa mấy khởi sắc, báo hiệu người tuổi Giáp Thìn sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Giáp Thìn vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng, tuổi Giáp Thìn được giải thần các tinh nâng đỡ, sứ mệnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, quá hung thành cát. Nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Giáp Thìn cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hên, lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Thìn, Sửu. Tiểu nhân: Thân, Tý. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu. Con số phát tài: 65, 89, 22. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tuần này của người tuổi Giáp Thìn khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đang xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sự ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn. Tuổi Giáp Thìn cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kiểu ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Vào tiết trời thay đổi, khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, rất dễ gây choáng váng, đột quỵ. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá dượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập. Tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức. Làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi lúc mâu thuẫn, cãi giả, nhưng mọi chuyện đâu rồi lại vào đó. Người độc thân vẫn mãi mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân: Tỵ, Hợi. Tiểu nhân: Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Con số phát tài: 67, 89, 22. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của người tuổi Giáp Thìn có biến chuyển tích cực hơn, không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Giáp Thìn cũng có thể nhận được sự trợ giúp của những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Giáp Thìn được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say,
những mâu thuẫn, lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá dượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy, cũng cố gắng gồng, mọi thứ rồi sẽ qua. Phương diện sức khỏe tuổi Giáp Thìn giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bên cạnh đó, vì quá bận rộn với công việc, bạn không có nhiều thời gian cho việc luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vì thế, thể trọng thì tăng, mà thể lực lại giảm. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp, nhưng cũng không quá sóng gió. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng, đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng hụt hặc vì không hiểu nhau. Nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa, mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tuất, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 56, 09, 87. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Thìn, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của người Giáp Thìn có các có hung đang xen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Giáp Thìn vốn lanh lợi, nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục nhược điểm này không sớm thì muộn, bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Giáp Thìn dần dượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối. Bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có sao Thái Âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Giáp Thìn mua may bán đắt. Đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sự ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Giáp Thìn đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 65, 89, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong đối nhân xử thế chỉ cần có sự kính trọng ở mọi nơi, mọi việc đều có thể được giải quyết. Con người không thể không có trái tim kính sợ, người cái gì cũng không sợ mới là đáng sợ nhất. Khổng Tử nói, người quân tử kính sợ luật lệ của trời đất, kính nể lời nói của người đức cao vọng trọng, người lớn tuổi và bậc thánh nhân. Từ thời xa xưa, con người đã có một truyền thống kính sợ, ví dụ kính sợ ông trời. Ông trời là đấng nhân từ giàu quảng đại, ông trời là công bằng, đề cao cái thiện và trừng phạt cái ác. Ông trời cũng nghiêm khắc, vì vậy mới có quan niệm, người đang làm trời đang nhìn, trên đầu ba thước có thần linh, nên không thể làm những việc trái lương tâm và làm một cách liều lĩnh. Một khi con người không có lòng kính sợ, thường sẽ trở nên không kiên nể gì, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, cuối cùng phải tự mình nuốt lấy quả đắng. Hãy kính sợ và học cách khiêm nhường. Ngước đầu thấy có ông trời, trong lòng kính sợ, ông trời mới có thể cho phần thưởng hậu hĩnh. Lòng kính sợ bắt nguồn từ niềm tin của con người. Chỉ khi trong lòng người có điều gì kính sợ thì mới có thể vừa kính, vừa sợ, mới có thể điều chỉnh, kiềm chế lời nói và việc làm của mình. Những người biết kính sợ thường đặc biệt khiêm tốn. Người xưa tin vào số mệnh, nhân quả, trước khi làm bất cứ điều gì, đều sẽ cân nhắc, biết rằng trên đầu ba thước có thần linh, nên không thể làm những việc xấu. Thời Đông Hán, có một người tên Dương Trấn, công chính liêm khiết, không mưu lợi cá nhân, được người đời khen ngợi. Có một lần, ông từ Kinh Châu đến Đông Lai, nay là Yên Đài, Uy Hải, Sơn Đông, làng Thái Thú. Trên đường đi qua huyện Xương Ấp, huyện lệnh Dương Mật là quan viên được đề bạt, khi ông làm thứ sử Kinh Châu, liền đích thân ra ngoại ô nghênh đón ông. Vào buổi tối, Dương Mật đến thăm Dương Trấn. Lúc cáo từ, Dương Mật đột nhiên từ trong ngực cầm ra túi vàng,
đặt ở trên bàn nói, thật hiếm khi ân sư đến, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ để đền đáp công ơn bồi dưỡng. Dương Trấn nói, trước đây ta thăng chức cho ngươi chính là vì ta biết tài năng thực sự của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ là một vị quan tốt. Phần thưởng tốt nhất mà ngươi có thể trao cho ta là phục vụ quốc gia thật tốt. Không phải cho ta một cái gì đó cá nhân, nhưng Dương Mật vẫn kiên quyết, nửa đêm sẽ không ai biết đâu, xin hãy nhận lấy. Dương Trấn ngay lập tức trở nên rất nghiêm túc, nghiêm giọng nói, ngươi nói đây là lời gì? Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, làm thế nào ngươi có thể nói rằng không ai biết? Không có người khác ở đây, chẳng lẽ lương tâm của ta và ngươi không có ở đây sao? Cảm thấy xấu hổ, Dương Mật vội vàng đi như một tên trộm và biến mất trong màn đêm dày đặc. Đây là câu chuyện nổi tiếng, Dương Trấn từ chối vàng trong lịch sử Trung Quốc. Tục ngữ có câu trên đầu ba thước có thần linh, điều đó càng khiến lương tâm con người phải kính sợ. Chỉ khi một người có ý thức kính sợ, họ mới có thể nói về lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức, trách nhiệm, mới có thể hình thành tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và tinh thần dân tộc. Đây là cảnh giới cao nhất của một người, cái gì cũng không sợ mới là đáng sợ nhất. Trong Hồng Lâu Mộng, người ta nói rằng Dương Hy Phượng qua tính toán, quá thông minh, nguyên nhân cái chết của nàng ấy cũng là do quá thông minh. Thực ra, Dương Hy Phượng thông minh cũng không có gì sai. Nhiều người cho rằng Dương Hy Phượng cả đời dở trò đồi bại. Lỗi của nàng là nằm ở sự không biết sợ là gì, nên đã làm cho nàng ấy đau khổ rất nhiều. Tất nhiên, điều này có mối liên hệ tất yếu với sự giáo dục của gia đình nàng. Dương Hy Phượng khi còn bé, cha mẹ đối với nàng có thể nói là bách lý, bách thuận, không dạy dỗ. Điều này dưỡng thành tính cách độc đoán, hống hách sau này của nàng. Mặt khác, trong nhà không để cho nàng được giáo dục văn hóa truyền thống, đường đường là tiểu thư Kim Lăng Dương gia, mà lại không biết chữ, chưa từng đọc qua thánh hiền của chư tử Bách gia, thánh nhân chi huấn một mực không biết. Đối với nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, không có bao nhiêu khái niệm và thiếu những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất để xử xử. Nếu không có đạo đức cơ bản và sự tự kiềm chế, tự nhiên sẽ trở nên rất đáng sợ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, hoang dã khó thuần hóa. Con người nếu không có tín ngưỡng thì khó có lòng kính sợ, không có lòng kính sợ thì không có việc gì không dám làm. Người biết kính sợ thì thân tâm ngay thẳng, lời nói có phép tắc. Nếu lá gan quá lớn lại không biết tiến lùi, nhỏ thì lỡ đời, lớn thì giết người. Trong lòng có kính sợ, không lo, không sợ. Chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới có thể hành động thận trọng. Người ta mới có ý niệm run sợ, mới không sao lãng, không nóng nảy, không bị danh lợi cá nhân làm cho lung lay. Luôn khiêm tốn và ôn hòa, tuân theo sự điềm tĩnh và tĩnh lặng của tâm hồn. Trong lòng có kính sợ, sẽ không lo lắng hay sợ hãi. Nếu bạn quá rụt rè, hãy kích thích cho lòng can đảm. Nếu lá gan quá lớn, hãy tu luyện bản thân để biết tôn trọng chính mình và kính nể người khác. Chỉ khi có can đảm và tôn kính trong lòng, chúng ta mới có thể phán đoán và phân tích quy luật của sự vật, mới có thể từ từ tiến lên giữa khó khăn, mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.